ngon hơn bản đôn hả? Đùa đâu, nhà mà rộng làm con voi này nuôi chơi nhỉ? Thú cưng. Thú cưng. Đứa con mình 15 triệu rồi. Đều nhà chân lại co kiểu này nữa chứ. Đấy, nghịch ghê. Đuôi đuôi đang có lông rồi đấy. Phải đeo cái lấn này nó ăn mấy quả ấy. Chưa biết cái nào hơn cái nào nữa. Chụp anh với gôn khác.